Xin chào quý vị khán giả của truyền hình Bình Phước, bản tin 100 độ hôm nay ngày 15 tháng 4 có rất nhiều tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Vương quốc Campuchia, một đối tượng buôn lậu tiếp xúc với những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam vừa bị công an huyện Hấn Quản bàn giao đi cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời, phối hợp ngành y tế truy vết, phun thuốc khử trùng hàng hóa, phương tiện vận chuyển những nơi mà đối tượng đã đến. Trước đó, sáng nay công an huyện Hấn quản phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bình Phước tiến hành tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ 13. Đến địa phận xã Thanh Bình phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 51A 08795 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định. Quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển 6.500 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Z và Hero. Đối tượng khai nhận tên Dương Hoàng Nhân, 51 tuổi, ngụ phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo lời khai của nhân, đối tượng điều khiển xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực biên giới Việt Nam Campuchia thuộc huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước mua thuốc lá nhập lậu về bán kiếm lời. Tại đây, nhân tiếp xúc với các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Đồng Xoài, The Happy Home hiện thực hóa giấc mơ mua nhà thành phố với giá chỉ từ 600 triệu một nền cùng hệ thống nội khu tiện ích. The Happy Home, giấc mơ thành phố cho thế hệ tương lai. Tại huyện Trân Thành, một vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại ấp 1 xã Thành Tâm đã được camera của gia đình ghi lại toàn bộ, đồng thời trình báo lên công an địa phương. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 4, có một cặp nam nữ, đội nón bảo hiểm màu vàng, đi xe mô tô, biển số 93 p 137305 dạo vòng trên quốc độ 13, sau đó đã vào nhà anh Trần Tuấn Anh lấy trộm tài sản là một máy hàn và một máy khoan điện để ở hiên nhà rồi nhanh tay đưa lên xe mô tô tẩu thoát. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, cất giữ tài sản cẩn thận, tích cực phối hợp với lực lượng công an để phát hiện và tố giác tội phạm. Thưa quý vị, Hai vụ kinh doanh thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc vừa bị công an thành phố Đồng Xoài phát hiện, số hàng hóa đơn vị đang tạm giữ lên đến hơn 200 máy hút thuốc lá điện tử và gần 100 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử các loại. Tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng tử, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Khoảng 15 giờ hôm qua, công an thành phố Đồng Xoài tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 46 đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Qua kiểm tra phát hiện tại đây đang bày bán rất nhiều loại máy hút thuốc lá điện tử và nhiều loại tinh dầu thuốc lá điện tử. Chủ cửa hàng là Lê Văn Lộc, 28 tuổi, chú phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, cũng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến hoạt động kinh doanh và các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa đang trưng bày gồm 43 máy hút thuốc lá điện tử, 88 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Trước đó, vào trưa ngày 13 tháng 4, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, công an thành phố Đồng Xoài tiến hành kiểm tra hành chính Đàm Cao Khải 20 tuổi, chú phường Tân Xuân thành phố Đồng Xoài, khi Khải đang điều khiển xe mô tô chở theo hai thùng hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn trên đường Nguyễn Huệ thuộc địa bàn khu phố Tân Đồng 1 phường Tân Thiện. Qua kiểm tra phát hiện bên trong hai thùng hàng chứa 173 máy hút thuốc lá điện tử hiệu Kinh. Đàm Cao Khải không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa đang vận chuyển. Lực lượng kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa và đưa người, phương tiện cùng hàng hóa về trụ sở để tiếp tục làm việc. Đàm Cao Khải khai nhận đã mua số hàng trên qua mạng xã hội với giá gần 10 triệu đồng để bán kiếm lời. Công an thành phố Đồng Xoài đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý hai trường hợp nêu trên theo quy định của pháp luật. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, các lực lượng chức năng thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Thành thành phố Đồng Xoài phối hợp với thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra việc thi công công trình nhà ở liên kề tại khu đất nhà ở xã hội thuộc dự án trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Thành tại ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, gần khu công nghiệp Đồng Xoài 1. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một nhóm công nhân do ông Hà Quang Nhàn, sinh năm 1985 làm trưởng nhóm đang tiến hành thi công công trình gồm nhiều căn nhà ở liên kề. Trong đó có một số căn nhà đã được đổ bê tông phần móng, một số căn đang xây dựng hố gà, một căn khác đã hoàn thành việc đổ cột bê tông và tiến hành xây dựng phần tường. Đặc biệt, một căn nhà khu vực đầu dãy nhà đã hoàn thành phần xây tô và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Xung quanh khu đất cũng là nơi tập kết cát đá xi măng và các vật liệu xây dựng khác. Điều này cho thấy việc thi công đã diễn ra khá lâu. Ủy ban nhân dân và các lực lượng chức năng xã Tân Thành đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện thi công gồm 5 xe rùa, một cối trộn bê tông và các dụng cụ thi công khác của nhóm công nhân. Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn mưa đá kéo theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng trên địa bàn hai xã Nghĩa Bình và xã Đức Liễu ngày 13 tháng 4 và tối ngày 14 tháng 4. Trận mưa đá bắt đầu khoảng từ 18 giờ tối trong hai ngày 13 và 14 tháng 4. Mưa đá rông lốc kéo dài nhiều giờ đồng hồ, làm tốc mái gãy đổ nhiều cây trồng của người dân. Thông kê ban đầu cho biết tại xã Nghĩa Bình, mưa đá lốc xoáy đã khiến 4 căn nhà, nhà kho bị tốc mái hoàn toàn. Hơn 73 hecta cây trồng như cao su, điều và cây ăn trái bị gãy đổ. Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ ra đường gây cản trở giao thông. Tại xã Đức Liễu, mưa lớn kéo theo lốc xoáy quét qua địa bàn thôn 8 xã Đức Liễu, khiến 4 căn nhà và trường đuôi gia súc bị tốc mái hoàn toàn. Gần 7 hecta cây trồng bị quật ngã, gãy đổ. Thưa quý vị, chiều qua một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Quý Đôn, đoạn qua khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Hai thiếu niên điều khiển xe máy tông trực diện vào chiếc ô tô 7 chỗ đang rẽ vào cổng trường học, khiến cả hai người này bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nông Quang Huy, 15 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, điều khiển xe máy mang biển số 93L147471 chở phía sau bạn là Điểu Sách, ngụ xã Thống Nhất, lưu thông trên đường Lê Quy Đôn, hướng từ huyện Bù Đăng đi tỉnh Lâm Đồng, Đến đoạn cổng trường Trung học phổ thông Bù Đăng, thuộc khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, cùng lúc này xe ô tô 7 chỗ mang biển số 72ED. 8731 do ông Phạm Văn Quế, 53 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại, chuyển hướng rẽ trái qua đường vào trường Trung học phổ thông Bù Đăng. Gặp tình huống bất ngờ lại lưu thông với tốc độ khá cao nên Huy không kịp xử lý, tông trực diện xe ô tô. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy tiếp tục lao vào vỉa hè một đoạn 15 m tông mạnh vào bồn cây xanh trên vỉa hè. Hai thương niên điều khiển xe máy bị thương nặng phải cấp cứu. 21 giờ 30 phút hôm qua, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Lê Xuẩn, đoạn qua khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, khiến ba người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 26H94176 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Lê Xuẩn, hướng từ nhà khách tỉnh ra hướng quốc lộ 14. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường Lê Duẩn và đường Trần Hưng Đạo thì cùng lúc này, xe mô tô biển số 93K119220 do hai nam thanh niên điều khiển chở nhau đi từ đường Trần Hưng Đạo đang rẽ trái qua đường. Gặp tình huống bất ngờ, nam thanh niên điều khiển xe mô tô 26H94176 đã tông vào xe mô tô biển số 93K119220 phía trước khiến cả ba người ngã phăng ra đường hai nam thanh niên đi xe 93 k 1 19220 bị thương được đưa đi cấp cứu ngày sau đó. Chuyển sang các tin tức khác đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba bé trai tử vong, gồm một cháu bé 5 tuổi và hai cháu bé 6 tuổi. Cả ba cháu đều đang học tại trường mầm non Sông Ray, phân hiệu ấp 4. Chiều ngày 13 tháng 4, sau khi được gia đình đón từ trường mầm non về, các cháu chơi quanh nhà. Đến chiều muộn, các phụ huynh không thấy con cháu đâu nên đã đi tìm khắp nơi. Tuy nhiên, sau đó người dân phát hiện các cháu bị đuối nước dưới ao nước để tưới cà phê sau nhà. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Sông Ray và Bệnh viện Đa Khoa huyện Cẩm Mỹ, nhưng cả ba cháu đã tử vong. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án 920G, sáng ngày 15 tháng 4 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cục cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan Long An khám xét công ty xăng dầu Long An Petrolimex Long An số 10, trà Quý Bình, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt một lãnh đạo Petrolimex Long An và khám xét trụ sở công ty xăng dầu Long An tại số 10 đường Trà Quý Bình, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An để điều tra về hành vi buôn lậu. Hiện nay, chuyên án 920G đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Nghệ An hôm qua đã kịp thời dập tắt đám cháy tại tòa nhà chung cư Techco Trường Thịnh, không để đám cháy lây lan ra diện rộng. Hỏa hoạn xảy ra lúc gần 10 giờ sáng, một số người dân phát hiện khói bốc ra từ một căn hộ ở tầng 3 đã điện báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hỏa đã điều hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt, tiếp cận hiện trường, dập lửa, hướng dẫn người dân thoát hiểm an toàn. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may là hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn hộ. Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Trung cư Techco Trường Thịnh có quy mô 2 tòa cao 20 tầng, được bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 100 độ chiều tối ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Một lần nữa, rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.